Chương trình Khỏe Đẹp Vui của Thái Hà và Dược sĩ Thu Thảo lại được tiếp nối với câu chuyện giảm cân một cách rất là tự nhiên, tức là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, quý vị sẽ cảm thấy khỏe mạnh, vẫn có sức khỏe và đặc biệt là sẽ không cảm thấy thèm ăn, đặc biệt là những cái thức ăn vặt vãnh. Và Thái Hà xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện với Dược sĩ Thu Thảo. Vâng, Thái Hà xin mời Dược sĩ Thu Thảo gửi lời chào đến khán giả. Thu Thảo xin mến chào quý khán thính giả của đài và Thu Thảo xin mến chào chị Thái Hà. Và phải nói rằng là tại sao quý vị thấy trên bàn bày những cái thức ăn rất là ngon, mà tại sao Thu Thảo lại muốn để cho quý vị thấy rằng là những cái thức ăn này nó khác như thế nào để mà cho chúng ta giảm cân được hữu hiệu hơn. Thì phải nói rằng là trên cái chai Simple Slim 7 này đó quý vị, là nó làm bởi những cái fruit extract mà rất là exotic, độc nhất vô nhị, và làm trong phòng lab cGMP certified và làm ở Mỹ. Do đó công ty Premium Herbal USA độc quyền để cho Trung tâm Khỏe Đẹp Vui ra đời cái sản phẩm này. Và đồng thời chắc là chị Thái Hà cũng nói cái bí mật là sắp sửa đây là cái sản phẩm này sẽ được lên trên đài Home dạ, Shopping vâng. của Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị, Thái Hà phải nói là và chia sẻ ngay với quý vị, đây là phải nói là một cái niềm vui rất là lớn, nếu mà không muốn nói là một cái vinh dự cho Trung tâm Khỏe Đẹp Vui nói chung và đặc biệt là bác sĩ dược khoa Nguyễn Thu Thảo. Tại vì vào tháng 6 này thì cái sản phẩm do Trung tâm Khỏe Đẹp Vui độc quyền sẽ được giới thiệu bởi Dr. Jacqueline Nguyễn Thu Thảo trên đài Home Shopping Network của Mỹ. Quý vị, đây là lần đầu tiên một cái loại thuốc mà có cái sự phối hợp làm việc và đặc biệt là với cái công thức của Dược sĩ Thu Thảo cùng với lại một nhóm bác sĩ tại Mỹ được giới thiệu, và đặc biệt quý vị được cầu chứng bởi hệ thống cGMP được giới thiệu trên hệ thống Home Shopping Network và sắp tới là Facebook TV quý vị, tức là mình đi vào ngay cái dòng chính. Thành ra đối với lại Trung tâm Khỏe Đẹp Vui, đây là một cái điều hãnh diện mà chúng tôi phải khoe ngay với quý vị. Vâng, và bây giờ xin Dược sĩ Thu Thảo có thể nói nhắc lại là 7 cái đặc biệt của cái chai thuốc Slim 7 của chúng ta. Dạ được, và để Thu Thảo bổ túc thêm cái phần mà lên trên được Home Shopping Network của đài của Mỹ, mà cả mấy trăm triệu người Mỹ để mà coi, thì phải đó là một cái công trình, là một cái công thức mà phải là hữu hiệu và đồng thời là nó phải work. Thành thử ra do đó và đặc biệt là khác tất cả những công thức đang có ngoài thị trường. Dạ đúng. Và đồng thời là họ đã để mà trước khi họ chấp thuận cho cái sản phẩm của mình lên TV thì họ phải biết rằng là ai chế ra và công thức nó như thế nào và hữu hiệu nó như làm sao. Thành thử ra họ đã test đi test lại nhiều lần và nhiều bác sĩ trong đài của họ cũng thử qua và họ rất là mê cái công thức này vì nó quá là hữu hiệu và nó là khác lạ với lại những cái viên thuốc diet natural ở trên thị trường. Giống như phải nói rằng là những cái thuốc diet trên thị trường của Mỹ là Metabolife hay là Ephedrine, những cái thuốc đó. Do đó phải nói rằng là Thư Thảo cũng rất là hãnh diện, rất là vui là được lên trên đài của Mỹ, lên trên mainstream media. Thành thử ra do đó Thu Thảo muốn là một cái gì phải đặc biệt mang đến cho tất cả quý vị, quý đồng hương của chúng ta ở bên Mỹ hoặc là ở toàn trên toàn thế giới. Dạ, vâng. Đúng. Vâng, kính thưa quý vị, tức là không phải chúng tôi như đã thưa chuyện với quý vị, không phải Dược sĩ Thu Thảo hoặc là Trung tâm Khỏe Đẹp Vui chúng tôi chủ trương bán thuốc, nhưng là chúng tôi luôn luôn chủ trương là làm sao giúp để cho quý vị có một cái sức khỏe tốt và sống lâu, sống khỏe. Và những cái chương trình sắp tới quý vị sẽ thấy Dược sĩ Thu Thảo sẽ liên tục hướng dẫn trong cách ăn uống dinh dưỡng, ngoài vấn đề cho chúng ta dùng thuốc, và sau này có thể từ từ đi đến vấn đề mà thể dục nữa, thưa quý vị. Vâng, vậy thì xin mời Dược sĩ Thu Thảo nói về vấn đề dinh dưỡng hàng ngày đấy như thế nào. Dạ đúng, thì phải nói rằng là trong mấy năm qua Thu Thảo lên trên thì phải nói rằng là với cái đầu của mình thì luôn luôn là nhìn những cái thức ăn mà phía bên của chị Thái Hà
là những thức ăn mà người ta làm cho thật là ngon, thật là béo, thật là hấp dẫn để mà trong cái đầu của mình luôn luôn á nó thèm thuồng những cái thức ăn đó, rồi mình luôn luôn là mình gravity với lại những cái thức ăn đó là fast food, là mình dễ mua, đi vô trong nhà hàng order một chút là có liền. Còn những cái thức ăn mà phía bên của Thu Thảo đó quý vị, giống như trái cây, rồi cà rốt, rau quả, hay là những cái hộp nut là protein, almond hay là yogurt, thì phải nói rằng là những cái thức được, ăn được này... trứng gà là phải không? Sáng sớm được quyền ăn hai trứng gà nữa. Dạ đúng. Thì phải nói rằng là những cái thức ăn này á, là raw organic food, thì nhiều khi mình cảm thấy rằng là nó không có gì là hấp dẫn hết. Nhưng mà tại sao bây giờ với cái Simple Slim 7 này, thì khi mà Thu Thảo uống nó vô rồi á, thì có cái ingredient trong đây đó quý vị, rằng là nó sẽ control cái hunger center của mình, là mình không cảm thấy đói, mình cảm thấy no, là mình ăn vừa đủ. Nhưng mà khi mà mình ăn quá lố đó chị Thái Hà và quý vị, thì người của mình nó cảm thấy rằng là nó nặng nề, nó uể oải, và mình cảm thấy khó chịu nơi cái bụng của mình. Do đó nó sẽ control lại cái bao tử của mình là không nên ăn nhiều. Tại vì mình ăn nhiều thì cái bao tử càng ngày nó càng giãn ra. Và đồng thời là... Tức là vâng, vâng, Thái Hà xin hỏi, xin nói rõ lại. Tức là cái thuốc này nó có một cái loại dược liệu mà giúp cho chúng ta nghĩa là quản chế cái vấn đề mà thèm ăn. Dạ, và từ từ giúp cho cái bao tử chúng ta nghĩa là làm việc một cách bình thường trở lại, tức là không có ăn quá đà và thấy những cái thức ăn nào mà béo hay ngọt cái gì thì tự động mình sẽ cảm thấy mình bớt thèm đi. Tuy rằng là với cái viên Simple Slim 7 này thì quý vị chỉ có khác, rất là khác lạ với lại những cái diet pill khác là Thu Thảo muốn, là nó dễ và nó không có rườm rà là mỗi một bữa ăn mình phải uống thuốc để mà ngưng fat blocker hay là carb blocker. Thành thử ra Thu Thảo muốn là cái này nó là phải hữu hiệu độc nhất vô nhị, một ngày một viên buổi sáng. Tức là rất đơn giản, một ngày chỉ dùng một viên buổi sáng thôi, là coi như đủ hết cả nguyên ngày. Thì cái đặc điểm của cái này thì quý vị thấy rằng là những thức ăn Việt Nam giống như là chè nè, hay là cốt, thường thường những con em chúng ta thích uống soda. Thì với cái diet Simple Slim 7 này thì mình sẽ nhìn những cái thức ăn mà phía bên chị Thái Hà hay là những cái thức uống, thì tự nhiên cái đầu của Thu Thảo quý vị nó không còn muốn ăn nữa, là tại vì thấy những cái đồ đó là đồ mập và những cái đồ đó trong đầu của mình không có còn thèm nữa. Thì sau 21 ngày đó quý vị, Thu Thảo muốn tập cho quý vị lần là sau 21 ngày hoặc 1 tháng với cái Simple Slim 7 này, mỗi một ngày một viên, thì mình sẽ trở thành cái thói quen. Do đó Thu Thảo dặn là luôn luôn buổi sáng lần là phải ăn breakfast, là the main meal, the important meal, quan trọng. Thành thử ra buổi sáng là thường thường Thu Thảo muốn chỉ cho quý vị thấy là Thu Thảo ăn 2 quả trứng là protein, ướp la như vậy, không cần ăn bánh mì. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn bánh mì thì nên chọn bánh mì wheat thay vì bánh ăn mì bánh nâu mì đó. White, nó không có những cái chất fiber thì nó là straight sugar. Và đồng thời thì những trái cây, những hạt đậu, những cái snack, yogurt thì quý vị có thể snack nguyên một ngày thoải mái. Còn những thức uống á, thì tự nhiên Thu Thảo sẽ không muốn uống soda, không có muốn uống những cái fruit juice, những cái đồ mà có đường nhiều. Do đó theo thống kê á, quý vị có biết rằng là trong một ngày những cái thức ăn mà mình lựa chọn á, là có rất là nhiều đường, 22 muỗng đường trong một ngày mà mình ăn vô trong cơ thể của mình. Mà trong khi đó mình đâu có cần đường nhiều như vậy, mình chỉ có cần là protein, amino acid. Do đó khi mà quý vị uống cái Simple Slim 7 này, quý vị không đói bụng, nhưng mà Thu Thảo nhắc nhở là vẫn nên ăn breakfast, ăn 2 quả trứng, ăn một trái táo, trái bom vô cho nó no, rồi sau đó chúng ta đi làm việc. Rất là nhiều energy quý vị, Thu Thảo bảo đảm là trong vòng một ngày thì quý vị sẽ cảm thấy được liền. Và talk show kỳ sau quý vị sẽ thấy những người Mỹ testimonial sẽ nói cho quý vị thấy kết quả của cái viên thuốc diet này nó như thế nào. Và đồng thời thì Thu Thảo có để cái protein shake này, thì phải nói rằng là cái bột mình pha ra, bột protein, để mà khi mà quý vị không đói bụng thì quý vị phải cần có protein để sao? Khi mà mình không ăn thì mình sẽ lose weight, nhưng mà Thu Thảo muốn cho quý vị là tập một cái thói quen. Mình muốn lose weight là lose cái fat của mình, lose cái mỡ, cái weight nó dư ra, cái weight mà nó làm cho mình phì béo.
Còn cái muscle, cái bắp thịt của mình không có muốn lose cái weight đó. Do đó mình phải uống protein shake vô. Thì phải nói là Thu Thảo chọn rất là nhiều công ty để mà uống thử. Thì công ty này nó có cái protein shake của nó rất là ngon và có đầy đủ hết những cái chất dinh dưỡng amino acid. Và nó làm cho quý vị cũng cảm thấy no. Do đó quý vị uống vô một ly thì quý vị không có cảm thấy rằng là uể oải hay là mệt mỏi, tại vì nó đầy đủ hết tất cả những chất dinh dưỡng. Rất là ngon quý vị, Thu Thảo dám bảo đảm. Hay là quý vị có thể xay bỏ trái cây, trái chuối, mấy trái strawberry vô, xay lên, bỏ viên đá vô, làm smoothie rất là ngon, tuyệt vời. Còn không thì uống nước lạnh hay là tea. Thì đây là cái gói tea của cái công ty Protein Shake này luôn. Mà phải nói là thường thường Thu Thảo là rất là khó để mà chọn lọc những cái sản phẩm. Mà quý vị biết là từ trước đến giờ Thu Thảo chỉ có chọn giới thiệu cho quý vị thuốc bổ nho, OBC, Resveratrol và Protandim. Rồi sau đó là Vivix, thuốc bổ nho nước, độc quyền của Khỏe Đẹp Vui. Cho nên khi mà chọn một công ty nào hay là giới thiệu một cái sản phẩm nào thì phải nói rằng là Thu Thảo rất là kỹ lưỡng để mà chọn lọc. Thứ nhất dùng cho mình, rồi sau đó nếu có hữu hiệu thì Thu Thảo mới dám là chia sẻ lên trên đài cho tất cả mọi người, đúng không chị Thái Hà? Vâng, một lần nữa mọi thắc mắc và nếu quý vị có cần tìm hiểu thêm hoặc muốn giúp chúng tôi có thể phổ biến cái loại thuốc độc quyền và rất hữu hiệu về giảm cân này, Simple Slim 7, xin mời quý vị liên lạc cho Thái Hà, Trung tâm Khỏe Đẹp Vui, 1888-801-9088. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau cùng với Dược sĩ Thu Thảo.